Khu vực Đông Hà là vùng giáp ranh với thành phố, lại đang có tốc độ đô thị hóa mạnh, cho nên khá là nhạy cảm. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ tính thống nhất với quan điểm của dự án Cao Sơn. Chú nói như thế, các cháu đã hiểu yêu cầu rồi chứ? Dạ. Dạ vâng, chúng cháu hiểu ạ. Hiện nay, làng du lịch và phố mới ven sông là những từ khóa thu hút rất nhiều người về khu vực này. Công ty Trường Thành và công ty Việt Aqua, họ cũng đang muốn nhắm vào các dự án ở Đông Hà. Chính vì vậy, họ đang bỏ tiền ra để thuê đội ngũ thiết kế rất mạnh chú ạ. Khi chú nói đến sự thống nhất với các dự án ở Cao Sơn, cháu mừng lắm ạ. Cháu cũng muốn hướng đến kiến trúc nâng cao chất lượng cho người yếu thế. Cháu có thể nói rõ cụ thể hơn được không? Cháu có tìm hiểu về dự án phố ven sông. Thực chất là việc phố hóa những thôn ven sông bằng kiểu kiến trúc, nhà ở khép kín. Có các công trình công cộng mang đậm chất đô thị. Điều cháu nghĩ đến là việc đô thị hóa sẽ khiến cho người nông dân ở khu vực này mất đi đất canh tác ạ. Ừ. Thế cháu đã có giải pháp gì chưa? Cháu đang tính là sẽ đưa ruộng và vườn lên trên cao bằng kiểu thiết kế nhà ở theo hướng mở, tận dụng nguyên liệu tái chế ạ. Ừ. Chú cũng muốn nói chuyện với Giang về dự án này. Theo chú, hai đứa nên sớm sắp xếp để đi thực địa, để có ý tưởng mới. Dạ vâng ạ. Để cháu đi một mình cũng được. Anh Hiệp đang có việc nhà. Cháu có thể sắp xếp thời gian đi cùng Duyên chú ạ. Không sao đâu. Cháu biết là chú đang cần ý tưởng thiết kế sớm. Chúng cháu sẽ chủ động bàn bạc với nhau. Thôi được rồi. Vấn đề này hai đứa tự chủ động nhé. Quay lại dự án ở Cao Sơn, tỉnh đánh giá rất cao phương án thiết kế của chúng ta, mà trọng tâm vẫn là vườn vệ sinh, khu vui chơi cho trẻ em và cụm nhà ở theo hướng thân thiện với môi trường. Chỉ còn một vài thủ tục về đầu tư là chúng ta sớm có thể khởi công công trình. Dạ. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, chú có lời khen ngợi tới phòng thiết kế và đặc biệt là nỗ lực của Duyên trong dự án này. Chú hứa sẽ sớm có thưởng. Cháu cảm ơn chú ạ. À chú ơi, hôm nay phòng cháu tổ chức liên hoan mừng Duyên được ký hợp đồng dài hạn. Nếu chú có thời gian, chú tham gia cùng với bọn cháu cho vui ạ. Tiếc quá nhỉ. Hôm nay chú lại hẹn đối tác mất rồi. Thôi thế này, để lần sau chính chú sẽ khao nhá. Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú ạ. Còn một việc nữa, theo đề xuất của Hiệp, đưa bản thiết kế vườn vệ sinh đi dự thi ở Hàn Quốc đã được 100% thành viên tập đoàn bỏ phiếu nhất trí thông qua. Thật ạ? Chú chúc mừng cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú. Thôi, nếu như hai đứa không còn việc gì thì chú phải tiếp khách bây giờ. Dạ vâng, vậy chúng cháu xin phép chú ạ. Dạ, cháu xin phép ạ. Chào chú. Chào chú ạ. Cảm ơn anh đã gửi bản thiết kế của tôi đi triển lãm. Tôi chỉ là người đưa ra đề xuất, còn hội đồng bỏ phiếu sẽ quyết định. Nếu như được chọn thì tất cả là nhờ vào sự nỗ lực của Duyên đấy. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Nếu không có anh chỉ bảo giúp đỡ thì tôi không thể có được kết quả này. Thôi nào, đừng nói cảm ơn được không? Chúng ta cùng làm chung mà. Kiến trúc sư Hải Vân có phải là bút danh của chú không ạ? Sao cháu lại hỏi vậy? Cháu xin lỗi nếu mà con nói điều gì đấy không đúng. Nhưng mà cháu thật sự đang rất cần tìm kiến trúc sư Hải Vân ạ. Nhưng sao cháu lại nghĩ người đó là chú? Cháu thấy chữ ký trên cuốn tạp chí y hệt chữ ký của chú, nhưng mà bên dưới thì lại có bút danh là Hải Vân. Cuốn tạp chí nào? 25 năm trước, tại trạm y tế xã Cao Sơn, trong lúc chờ sinh cháu thì bà cháu có nhặt được một cuốn tạp chí kiến trúc. Bên trong có phong bì. Đến giờ thì bà cháu vẫn giữ và nói là cháu cần tìm kiến trúc sư Hải Vân để gửi trả lại ạ.
cháu muốn tìm ông ý không chỉ để gửi lại mà còn muốn cảm ơn nữa. Nhờ có cuốn tạp chí và bài viết ấy thì đã khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê kiến trúc của cháu ạ. Tôi đang ở giữa vườn hoa anh hẹn đây. Anh đang ở đâu? Con bé tên là Thị Nữ à? Nó đang ở đâu? Có tiền sẽ có địa chỉ. Mà tên con chị rất đẹp. Thị Nữ là do tôi bịa ra thôi. Trung tâm người ta cũng chấp nhận chuyện anh bịa tên à? Chị này, người thành phố mà không nắm rõ bằng cái thằng khu khoằm như tôi. Vì là xét nghiệm tự nguyện, không phải xét nghiệm hành chính, cho nên tôi không muốn công khai tên thật, họ cũng không ghi. Nó đang ở đâu? Đưa địa chỉ cho tôi. Mang đủ 2 tỏi chứ. Như này đủ anh tin đúng không? Đưa địa chỉ đây. Đây, trong này tôi ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại rồi. Tiền trao cháu múc. Tôi xem xong sẽ đưa tiền. Thôi được rồi, tôi tin chị. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc. Và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên. Thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững. Trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt, đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ.